Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 thường, cùng nhau giải xét bài tập tiếng Anh của Mai Lan Hương và Nguyễn Thanh Loan, Màu Hồng. Và hôm nay chúng ta là bài số 3, Unit 3 at home. Bài số 3 là ở nhà này. Câu A, what a lovely home. Thật là một ngôi nhà dễ thương. Bây giờ chúng ta sẽ điền vô tạo thành những từ có nghĩa. Đây, home nè, sinh nè, awful, awful là kinh khủng, comfortable, thoải mái, refrigerator, tủ lạnh, convenient, delicious, apartment, beautiful, expensive. Đó. Rồi chúng mình dưới chúng ta sẽ ghi những cái từ này vô. Chúng ta có từ favorite là yêu thích. Washing machine là máy giặt. Dishwasher máy rửa chén. Interesting là thú vị. Lovely dễ thương. Modern là hiện đại. Kitchen là bếp. Delicious là ngon. Rồi chúng ta điền vô. Mẹ của tôi đang nấu ăn ở đâu? In the kitchen. Câu số 2, cuộc phiêu lưu của Alex ở xứ sở thần tiên là một quyển sách thú vị cho trẻ em. Interesting. Interesting. Cô ấy đặt quần áo sơ vào trong cái gì? Máy giặt. Máy giặt là gì? Washing machine. Washing machine. Câu số 3, quả táo là đồ ăn yêu thích của tôi. Ở đây chúng ta sẽ điền từ favorite này. Câu số 5, nó là cái đồng hồ mà đắt nhất. Ở đây sẽ là điền cái từ đồng hồ gì hiện đại nhất, modern. Câu số 6, cái gì là một cái máy mà rửa chén bát. Ở đây sẽ là washing dishwasher. Thật là một con gái xinh đẹp, con gái dễ thương. Ở đây sẽ là lovely. Câu số 8, bữa ăn thì hoàn toàn ngon. Ở đây sẽ là delicious.